Chào mừng đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay thì mình vào test note. Trước khi đến ngày mai là bắt đầu ở bản chính sẽ cập nhật IRK Rec vào trong cái sự kiện đấu giá, và kèm theo nữa là ở server test cũng chỉnh sửa lại cái hình ảnh của IRK Rec. Lúc này thì vẫn đang là hình ảnh theo kiểu một con Star Rider, thì đến ngày mai sẽ chính thức gọi là chuyển lại cái hình dạng thật của nó này. Và đợt này thì ở trong server test mình đã vừa nâng lên dao đen lên 11 sao theo kiểu chuyển sao này, để đi cùng với IRK Rec và test tiếp với cả những đội hình khác. Hôm trước thì mình đã có một số trận đấu của IRK Rec rồi. Đến hôm nay thì bộ skill của IRK Rec cũng đã chỉnh sửa lại một xíu. Thì chúng ta sẽ cùng test tiếp để xem S cộng này nó có không phải bom xịt giống như ba S cộng đã ra lúc trước hay không. Trước khi đi đến với những trận đấu thì chúng ta sẽ cùng ngó qua một chút về hiệu ứng của IRK Rec đây. Vừa rồi có đến 3 địch đã bị hiệu dính hiệu ứng đóng băng này. Thì nội tại của IRK Rec đó là địch nào mà tốc độ cao hơn nó thì sẽ có 50% tỷ lệ trước khi hành động sẽ bị đóng băng trong vòng một lượt này. Và với IRK Rec thì tốc độ nó quá là chậm rồi, và lúc nãy là có 3 địch thì hình như là nên rết mù của nó nữa, là có thêm một địch hay sao ấy. Thì trong vòng 3 hay 5 lượt đầu thì hai địch, tối đa hai địch ở mỗi lượt sẽ bị dính hiệu ứng đóng băng. Đây là một Pokemon có khả năng khống chế rất là tốt, và những đòn skill của nó hầu như là chỉ đánh một địch nào đứng đối diện với nó thôi này. Còn kèm theo nữa hiệu ứng đóng băng các kiểu này. Còn đây là Grasshopper này, nhưng mà chưa thay đổi hình dạng. Cũng là một Pokemon ngựa băng, cũng có khả năng gây ra đóng băng. Thời kỳ tới, team băng là team siêu khống chế đây. Đóng băng một cách liên tọi luôn. Và IRK Rec sẽ được hỗ trợ bởi dao đe, bởi vì là nó là cứ khi nội tại của nó đặt một hiệu ứng lên người thì nó sẽ có thêm cái hệ cỏ, vậy nên là được sự hỗ trợ của con dao đe này. Băng, đóng băng liên tục và thêm đóng băng tiếp. Nói chung đây là một Pokemon có cái bộ kỹ năng mà mình cảm thấy quá là ổn với cả một con phòng thủ đấy. Kiểu dạng như là khống chế bây giờ đang dần dần được cải thiện hơn so với cả hồi trước toàn những con khá khống chế hay giải khống chế các kiểu, thì bây giờ khống chế có thể là được sử dụng lại, nhất là team băng toàn là đóng băng thôi, còn Kyogre cũng có khả năng đóng băng nữa. Chúng ta sẽ cùng đấu với cả một người chơi team nước. Đợt trước mình vừa bị đánh thua đây. Đây đội hình 10 triệu này, mình sẽ thử đánh lại. Đội hình thì vẫn không thay đổi, bây giờ có thêm dao đe thay thế cho vị trí con Raimon Godon. Còn Raimon Kyo vẫn phải cho vào thôi. Một phần là bây giờ khống chế nhiều quá, sợ mà không bị khống chế nhiều là không hành động được mất, vẫn phải cần Raimon Kyo vào trong team để giải khống chế này. Và mình lại đấu với cả cái team VIP 1 đợt trước đây. Dự tính là về sau có thể người chơi này kết hợp theo kiểu mà băng với cả nước rồi này. Đây là Samurott bậc S có khả năng đánh trả của team nước. Raimon Kyo thì như các bạn thấy là vẫn bị dính hiệu ứng đóng băng mới ghê. Cái nội tại của nó kiểu dạng như là bây giờ nó khác với cả hồi xưa rồi. Nó chỉ có khả năng giải, chứ còn là miễn nhiễm thì vẫn chưa thấy. Và bên kia có thêm ken đeo bậc S cộng này, hệ nước hỗ trợ dành cho team giáp đấu và cả team nước được đánh nhiều lần. Dao đe một Pokemon nữa, dạy mình cảm thấy là cái khả năng phòng ngự nó cũng rất là ổn với cả khả năng hồi máu nữa, cho đi cùng với cả Ider để có thể là hỗ trợ thêm này. Bên mình thì bị Ider bị dính đóng băng rồi. Bây giờ lại thêm Mega Mewtwo Y dính đóng băng nốt. Nói chung là thời điểm này mà không có con giải khống chế cũng nguy hiểm ra phết. Đóng băng một cách liên tục luôn. Thời kỳ team băng này. Team băng thì có lẽ là cũng sẽ bị team nước giải khống chế được nhiều hơn. Lúc đó thì cũng sẽ đỡ bị khống chế hơn. Samurott này, nó sẽ đánh trả này. Nếu mà nuôi mạnh mạnh ấy, thì có vẻ đánh trả rất là ổn luôn đấy. Nhưng mà nó cũng không phải là quá cao luôn, toàn 400 với 500, 600 thôi. Giao đe đây, một Pokemon có thể cho vào team cỏ. Thực ra là nó con phòng thủ ấy, nhưng mà cái bẫy của nó đánh cũng rất là đau luôn. Và đang hỗ trợ cho con IRK Rec của mình có khả năng hồi máu này. Và với team nước đợt trước đánh rất là ghê, nhưng mà đến đợt này thì... Ô, chết mất con Songaleo à.
đòn ulti vừa rồi chết mất một con song leo của mình luôn đấy. Đánh trả 5-6 phát luôn. Hệ nước của Samurott này, đội hình này theo kiểu mà thiếu mất con P1 nữa thôi là thành full team nước rồi. Đội hình theo kiểu full nước như thế này thì Raven Tio nó cũng sẽ hỗ trợ được cái hồi sinh được nguyên kháng tử được một lần này. Và như các bạn thấy đó là bên kia Aider Karrex nó phòng thủ thôi, nhưng mà nó đã làm cho Mega Mushu Y với cả con Aider Karrex của mình nó cũng bị đóng băng luôn. À, mình quên béng đi mất, mình quên chưa nói là con Raven Tio bên kia đó lực chiến nó 3 triệu. Cho nên là lượng sát thương gây ra nó quá là kinh khủng luôn đấy. Không phải con Raven Tio bình thường đâu, một con 3 triệu lực chiến. Mà có những con của mình thì cùng lắm là toàn tầm 2 triệu lực chiến thôi. Hơn nhau 1 triệu chiến phát động đập cho khác biệt hơn hẳn. Mặc dù là tổng lực chiến là 10 triệu nhưng mà họ nuôi một con kiểu như là lên hẳn 3 triệu chiến như vậy, nó cũng rất là kinh khủng. Và đội hình này thì mình sẽ bị đã bị thua rồi này. Ok, mình sẽ test với cả đội hình khác. Trận này thì không thắng được rồi. Có lẽ là nuôi một con cực kỳ mạnh như Raven Tio này cũng đã giúp cho team kia rất là tốt, kèm theo nữa là cả khả năng khống chế của nó nữa. Bên mình cứ mỗi lượt đến 2-3 con bị đóng băng mất rồi. Còn đây là cái đội hình của một người chơi đó, VIP 1 đây. Và đấu với đội hình theo kiểu như thế này thì đây là của người chơi đó đăng lên, tốc độ họ để rất là cao. Thế nên là thôi, mình cũng để xem kiểu kiểu tua tắt là giống như thế này luôn. Thì với việc đó là một người chơi VIP 1 nhưng mà họ nuôi được cái team nước, xong rồi nuôi một con lực chiến nó cao như vậy, nó cũng đã làm cho cái team nó tốt với cả là vươn lên được cái thứ hạng cao này. Thì nếu mà đây là một người chơi theo kiểu mà VIP cao cao ấy, nuôi thì cũng chắc là cũng chẳng có ai nói gì đâu. Nhưng mà dồn để nuôi được một đội hình theo kiểu mà cũng có 2-3 con bậc S như thế này và sử dụng được như vậy rất là tốt. Trận đấu này thì mình theo kiểu mà tua nhanh thôi, chứ còn cũng không định tua chậm lại để bình luận đâu. Thì các bạn thấy là sau khi điều chỉnh lại ở bản tính chung thì có một số đội hình theo kiểu ngày xưa không có mặt trong bảng xếp hạng thì bây giờ lại còn có thể lộ mặt được. Ví dụ như team lửa với cả team nước. Team nước thì đây, nuôi thật mạnh Raven Tio này, có thêm ngựa nước Kendall này. Và cũng chỉ có thêm vài con bậc S nữa thôi. Trong đó thì Manaphy 11 sao nó cũng phòng ngự rất là trâu. Team nước này thì nó cũng sẽ có được cái kháng tử đến từ Raven Tio, do đó thì nó cũng khá là ổn. Và các bạn nhớ được trước đó là đội hình team lửa ấy, đều kiểu rất là mạnh ấy, nhưng mà đấu với cả hai Pokemon hệ nước thôi như là Manaphy, Raven Tio thì đã bị thua. Theo kiểu mà team nước một phần nếu mà có thêm Manaphy nữa thì nó cũng sẽ hỗ trợ dành cho Raven Tio, cả chống được hiệu ứng cháy cũng rất là tốt. Với đội hình kia thì có được con Mega Mewtwo X mạnh để có thể đập chết được con Kendall này. Chung là vẫn phải có một con nào đó có gây sát thương cao cơ. Còn nếu không thì theo kiểu mà cứ lầy lầy đánh như thế này thì mãi vẫn không chết được. Đây đội bộ 3 đây, Manaphy, P1 với cả Raven Tio. Kia là skin của P1, một skin nhìn rất là ngộ nghĩnh luôn. Và đập với cả một con Raven Tio 3 triệu lực chiến như vậy thì Mega Mewtwo X cũng tử trận luôn. Thì với việc đó là dồn nuôi mạnh được một con nó cũng sẽ có cái lợi ở thời điểm về sau khi chỉnh sửa lại skill này. Và còn lại có 3 con như thế này thôi, không có con sát thương cao thì Raven Tio kiểu gì cũng sẽ kiểu như là một con gánh team luôn. Trận đấu kết thúc, mình sẽ đấu với cả một người chơi VIP 12 đây. Họ lên con Lusa 11 sao. Một trận đấu cuối là server test bởi vì là đội chưa có kiểu dễ như hoàn chỉnh cho lắm. Mega Rayquaza đã được ulti ngay lập tức, một phần là lên Zmu này, xong rồi kèm thêm nữa là đi cùng với cả một phát chết luôn. Đi cùng với cả đồng đội hệ rồng thì nó được hệ bay, nó được cộng thêm cái ấn ngay lúc đầu nữa. Đây là vừa mới được chỉnh sửa trong server test. Có thể gọi là đi cùng với team rồng thì nó có thể là ulti ngay lúc đầu như vậy, bay lên bầu trời này. Đánh phát 5 triệu rưỡi. Rồi ulti 14 triệu này, chết mất con Mega TNC của mình rồi.
Cũng may là bên kia bị hai con đóng băng bởi con IR Karek, chứ không thì cũng ở chết rồi, chết mất Mega TNC rồi. Nói chung một quả tấn công phủ đầu như vậy rất là ghê luôn. Nếu con không có con nào phòng thủ vững chắc thì kiểu gì team mình cũng đã đai. Và rất tiếc là con Mega Mucui của mình ăn một đòn tấn công lúc đầu tiên như vậy, tiến vào trạng thái linh hồn được có 2 lượt xong rồi chết. Vậy là nếu bạn mà muốn chơi Mega Rayquaza, hiện tại nó vừa mới được chỉnh sửa lại skill mới hôm tuần trước thôi, ở trong server test, và đến thứ năm này sẽ cập nhật vào ở bản chính. Thì đi cùng với cả team rồng thì nó mới có thể là nộ đầu với cả lên Zmu, như vậy thì nó mới bá được. Xong, về cái team mình yếu quá, ăn đòn tử trận luôn. Nói thật là AK của mình cũng khá yếu, nhưng mà mình đã bắt gặp được một người chơi VIP 13 đây. Đang sử dụng Luala này, Soundrider Karek, Masadao các kiểu. Mình sẽ đánh nốt trận này. Thực sự lúc này cái team mình nó có vẻ là rất là không ổn luôn. Theo kiểu mà chưa dồn theo kiểu một cái team nào đó đi theo hướng. Songaleo này, nói chung là mình theo kiểu mà hơi siêu là chính thôi, và cũng chưa có một con nào gọi là đam cực kỳ khủng bố chẳng hạn này, để có thể là làm cho bên kia, như là khi nào mà còn những con phòng thủ chỗ tốt thì mình vẫn có thể giành được chiến thắng được. Và bây giờ team mình theo kiểu mà gọi là cũng nhây một tí thôi, chứ còn cũng nếu mà gặp đối thủ mạnh như giống như vừa rồi bay cả team luôn. Và cũng chưa có con nào gọi dạng nhân đăng lên một cách quá mạnh, toàn những con cứ lực chiến ngang với nhau khoảng tầm 1.8-2 triệu, chưa có con nào có thể gánh team được. Nếu mà nuôi được một con lên Zmu full ý, Raymond Kyo hay là Raymond Gordon của team lửa, Raymond Kyo của team nước giống như vừa rồi này, hay là Mega Mucho Y của mình phải lên Zmu nữa. Nhưng mà rất tiếc là bây giờ sắp đến rồi, sắp đến tháng 3 rồi, tháng sau thôi là bắt đầu là ngày mùng 8 tháng 3 là sẽ chia mod sẽ chia sẻ đó là SS tiếp theo lại là con nào. Lúc đấy vẫn còn đang rén mảnh vẫn đang như là mình nghi là bộ đôi Black White Kill Ram ấy, mà trong khi bộ đôi đó thì Kill Ram mình có 6 sao, xong rồi là Jack Rome thì có 8 sao, Kill Ram cũng có quên Reshiram cũng có 6 sao thôi. Mảnh vẫn đang đỏ thì bây giờ có tầm 1.800, sợ là không đủ để nâng, nên mình vẫn chưa dám có thể là nâng lên cái gì nhiều ở trong cái đội hình lúc này cả. Có Mega TNC ở trong cái server chính của mình thì vừa nâng lên Zmu 4 rồi. Đây là đội hình team ma đây. Lúc này thì vừa rồi thì Mega TNC vừa chém và làm con Hupa bên kia bị dính vào trong cái bình này rồi. Bình này đang ra phong ấn một con cơ. Thì đấu với đội hình team ma này lực chiến cũng ngang với mình, nhưng mà có vẻ là dễ chịu hơn so với cả những đội hình kia. Masadao bây giờ ở bản tính chung thì nó cũng sẽ không còn bá nữa rồi. Luala thì đến lượt 4, nếu mà nó mà còn sống thì nó bắt đầu mới có thể hồi sinh được, chứ không phải như lượt 2 giống như thế kia nữa. Và mãi mới có một cái trận đấu mà mình có dạng như là có thể là có chiến thắng ở trong cái clip này. Hết Luala rồi thì cũng nhiên là Masadao nó cũng sẽ không hồi sinh được với cả những đội hình ma kia nữa. Ai Sarider Karek nó cũng tử trận luôn. Trận đấu này thì mình thắng được trận đầu tiên. Ok, hôm nay mình cũng chỉ test được một vài trận như vậy thôi. Chờ đến lúc vào bản chính á, nhiều người nuôi thì mới ổn hơn. Còn đâu Mega Rayquaza như các bạn thấy là lên Zmu này. Zmu bây giờ cũng đi chỉnh sửa rồi đấy. Thì chỉ cần thêm hệ rồng, hệ bay có trong team nữa thôi là đủ ấn là phóng lên một phát như vừa rồi là rất là xịn luôn. Vậy nên là nếu mà chơi với team rồng thì Mega Rayquaza lên Zmu 4 này, 6 nữa thì càng tuyệt, 8 nữa thì quá mạnh. Xong rồi phải đi cùng một số Pokemon hệ rồng khác. Lúc này thì Luza này, người chơi lúc nãy sử dụng Luza này có thêm cả con hệ rồng nữa là con gì nhỉ? Cynthia Mega Garchomp này. Sắp tới nữa mà ra bộ đôi Black White Kyurem hệ rồng nữa thì team rồng mới có thể lên ngôi được đấy. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào clip kế tiếp.